Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sống Khỏe. Trong chuyên mục Sống Khỏe ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số loại thức ăn cũng như là một số lưu ý để giúp cho chúng ta hạn chế về việc say tàu xe. Đầu tiên là những thực phẩm mà chúng ta có thể sử dụng để hạn chế việc say tàu xe. Có thể kể đến trà gừng cộng với đường đỏ. Chúng ta sử dụng một củ gừng tươi nè, với một lượng đường đỏ vừa đủ. Gừng thì chúng ta sẽ cạo vỏ và thái chỉ ra, cho đường vào trong một cái ly, bỏ đường vào và rót nước sôi hãm trong vòng 15 phút. Và một món ăn thứ hai đó chính là dưa chuột nấu với trai. Trai thì chúng ta sẽ cần là 60g thịt trai và 70g dưa chuột. Thịt trai thì chúng ta sẽ rửa sạch cho vào nồi nấu chín, còn dưa chuột thì chúng ta sẽ thái mỏng và cho vào nấu cùng, nêm với một chút xíu muối cho vừa ăn là có thể sử dụng được rồi. Chúng ta cũng có thể dùng sinh tố nho cộng với rau cần, mỗi thứ khoảng 60g. Rau cần rửa sạch, nho rửa sạch, rau cần thì thái đoạn nhỏ ra và cho cả hai vào xay cùng, xay nhuyễn, có thể uống được, cũng có thể tác dụng giảm việc say xe. Và cũng có một món chế biến từ rau cần nữa, đó chính là rau cần với trứng gà. Thì chúng ta cần khoảng 80g rau cần, một quả trứng gà. Rau cần thì chúng ta sẽ rửa sạch, cho lên chảo xào. Và sau đó chúng ta sẽ đập một cái trứng gà cho vào, xào chung cho đến khi nào chín là vừa. Chúng ta cũng nên lưu ý một số điều sau để mà tránh việc say xe. Đầu tiên là trước khi lên xe đó thì chúng ta không nên ăn quá no, cũng như là không để bụng quá đói, không uống quá nhiều nước, tránh uống rượu, tránh hút thuốc, tránh những mùi dễ gây buồn ói, ví dụ như là mùi xăng dầu nè, rồi khói xe, hoặc là những thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn mình chúng ta không thích thì cũng nên tránh. Và để chắc ăn thì chúng ta nên uống thêm một vài viên thuốc để chống say tàu xe, để chúng ta có thể giảm được cái cảm giác say xe, rồi buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, khó chịu. Và chúng ta cũng phải chọn vị trí phù hợp, tránh ngồi ở vị trí bánh xe sau bởi vì đó rất là chồng chành, hoặc là những chỗ có gió mạnh thổi thẳng vào mặt, buộc một nhánh tỏi bóc vỏ rồi ở cổ tay thì cũng có tác dụng giúp chúng ta chống say tàu xe.